Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở đầu kinh ở ở cuối kinh 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 hai đó quý vị, là giáp với kinh Thoại Hà hay là kinh Gạch Giá là đi Thoại Sơn Giang đó. Thì ở đây là ở cuối kinh hai nè, sau đây Lâm sẽ quay từ cuối kinh hai về đầu kinh hai nha quý vị. Lâm sẽ đi bên hướng bên tay trái nếu mà từ ở đây ra nè. Đây gọi là 2B của 2B là tính từ chỗ đoạn giữa kinh Đập Đá đó quý vị, về phía xã Tân Tân Thành của huyện Tân Hiệp. Ồ, ở đây có nuôi nhiều gà. Ở đây cũng có nhiều chỗ làm gừng xé đó quý vị, có nghề thủ công là làm gừng xé. Chú ơi cho con quay một cái nha. Dạ dạ không không cho con quay một cái. Ủa chú ở đây là mình ngoài làm ruộng ra có làm gì nữa không chú? Không, đây đây bằng ruộng không chứ có. Cô chỉ có bằng ruộng. Ở ngoài kia có cái ngày đang cần xé hả cô? Ở đằng này nè, đằng này một chút nè. À ông con quay quay mẹ mẹ cái quay về những cái con đường cũ ở đây nè. Dạ. Nãy chị hello. Dạ. Ủa cô ở đây làm mà mấy vụ luôn cô ha? Ở đây bằng 3 vụ luôn con. 3 vụ luôn hả cô? À. Mấy năm nay trúng không cô? Trời ơi, cũng có vụ thất vụ trúng con ơi. À vậy đó hả? Dạ, rồi dạ. Vậy là đủ sống không cô? Thì có nhà đã mày, đủ sống mày mà, đủ lên nhà đây sống làm. Dạ. Thì ít vụ thì cũng thiếu mà. À ngày dạ. Khác. À dạ. Không đủ cũng sống mà. Đủ cũng sống. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Con đi dọc đường chút. Làm phóng sự. Dạ dạ đúng rồi. Con đi luôn cô ơi. Vậy là ở đây mình có dây vốn được không anh? Vậy đó hả? À rồi em hiểu rồi. Dạ. Em đi luôn chị ơi. Ở đây có làm nghề cần xế nè quý vị, có nhiều các cô bác đang làm những cái nghề này. À cầu nhỏ quá. Đây là cái cổng nè quý vị, để kinh 2B nè. Quay phim.
các cô bác rất là thân thiện quý vị. Mình quay là có bác, cô bác mình cười là các cô bác đều cười hết. Dây tre ở trên nè quý vị. À, ở đây như là có nghề đá. Dạ không có quay con đường. Ở đây thì có một số cô bác là có đem những cái trái cây là vú sữa ra bán đó quý vị. Ở đây nếu mà mua ăn thì quý vị cứ yên tâm, không có thuốc. Ở đây có một số bác trồng bông nhãn thọ, không biết bán đây đầy xương. À, bác ơi cho con hỏi cái đó mình trồng bông nhãn thọ là để Tết hả bác? À cái đó bán Tết hả? À dạ. Ủa là năm nào mình cũng làm hả bác? Dạ dạ con cảm ơn. Dạ. Dạ không con quay con đường này thì sẵn rồi con hỏi luôn. Dạ con cảm ơn bác. Không biết là mùa này có nhiều con bù mắt hay gì nó bay quá trời luôn quý vị. Quý vị có đi đường này thì nhớ đem khẩu trang với mắt kính thôi nha.
con đà điểu. Nó ngược. Đây Lâm đang chạy từ hướng bên kinh Thoại Hà sang kinh quốc lộ 80 đó quý vị. Chạy hướng bên đây tay trái của tay trái thì bên đây nghe, bên đây kinh. Dãy này thì số nhà là số lẻ đó quý vị. Còn bên sông thì số chặn. Đây là giáo xứ Đông Phú nè quý vị. Ở đây có rất ở đây có rất là nhiều cây cổ thụ. Rồi. Anh đang đánh bida thư giãn nè. Ơi, con đang quay con đường ở đây đó. Bác cho con hỏi chút được không? Ủa bác ở đây chủ yếu là bà con mình làm nông hả bác? Nghề nông. Ở đây mình xạ khoảng mấy vụ hả bác ha? 3 vụ. 3 vụ không hả? Dạ. Vậy là ở đây xạ nhiều hơn mấy chỗ kia, mấy kia có 2 vụ. Ủa bác ở đây mình trúng không năm rồi? Năm rồi cũng được thôi, không trúng. Dạ. Vậy là cuộc sống đó ổn không bác? Đỡ không? Dạ. Tại cái này con làm chạy thêm một chút nữa là chúng ta sẽ tới kinh Đồng Dòng đó quý vị. Kinh Đồng Dòng chính là cái kinh mà cắt ngang
giữa chia sẻ ra là A với B đó quý vị. Ví dụ ở đây là kênh 2 thì ở đây sẽ là 2B, tại vì tính từ đầu quốc lộ 80 qua sông thì bên gần quốc lộ 80 nhất là A, rồi tới kênh Đồng Dông và bắt đầu kênh Đồng Dông là sẽ là tính là B, để đây sẽ là kênh 2B. Và các ấp thì có khi là ấp 2B luôn đó quý vị, ấp 2A, 2B. Có một số cái, một số khác thì không có đặt tên ấp theo theo tên kinh nè. Bên Lâm đang chạy là bên số nhà số lẻ đó quý vị, còn bên tay bên phải bên kia là số nhà là số chẵn. Đây là cổng rào về kinh 2B nè quý vị, xã Tân An. Sau đây là Lâm phải qua sông để mà qua bên kia, nó sẽ không có cái đường qua 2A đâu quý vị. Nếu mà quý vị chạy thẳng đường này, chúng ta sẽ qua bên tay phải để mà qua kinh 2A nhé. Đây là kênh Đồng Dông rồi quý vị. Đây là ấp kênh 2A, xã Tân Hiệp A luôn nha quý vị. Rồi, sau đây Lâm sẽ chạy bên bên phải ha.
Đây là ở bên phải thì nó là số nhà số chẵn thôi quý vị. Khoảng 400 ngoài bên đây số. Đây là có một giáo xứ nữa nè quý vị. À, Lâm thấy người ta có trồng cây nhãn thọ đó để chuẩn bị Tết đó quý vị. Giờ bác đang bẻ vú sữa đó quý vị.